Trưa ngày 21 tháng 5, nhiều khán giả xếp hàng chờ đợi tại sân vận động Cẩm Phả, hụt hẫng khi ban tổ chức tuyên bố hết vé trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam-Thái Lan. Trước đó, lúc 7 giờ 30 phút, ban tổ chức đã bắt đầu phát vé miễn phí cho người hâm mộ. Nhiều người đã xếp hàng thức trắng đêm để chờ đợi. Theo thông báo của ban tổ chức, tổng cộng 2.384 vé đã được phát miễn phí tại 3 điểm là sân vận động Cẩm Phả, 1.384 vé, nhà văn hóa khu 5, 500 vé, câu lạc bộ công ty tuyển thang cửa ông, 500 vé. Trong lịch sử các kỳ đại hội, đội tuyển nữ Việt Nam từng lập hat-trick huy chương vàng liên tiếp ở các năm 2001, 2003 và 2005. Đội từng thực hiện được điều này là Thái Lan, nhưng là ở các kỳ đại hội 1985, 1995 và 1997. Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 5 trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh. Trước đó, trận tranh hạng 3 giữa Myanmar và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ.